Quý vị khán giả đang đến với bản tin VTV Sport News, bạn đồng hành cùng những người đam mê và yêu thích thể thao. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một bài tập rất thú vị của các thủ môn của câu lạc bộ Real Madrid. Một bài tập thú vị của các thủ môn Real Madrid khi họ được hỗ trợ bởi các đạo cụ là những tấm đệm hơi. Tất nhiên không vì thế mà bài tập trở nên dễ dàng hơn, bởi Courtois và các đồng đội vẫn phải tập luyện với cường độ rất lớn. Mới đây, các ngôi sao của Manchester City như Rodri, Bernardo Silva hay Fernandinho đã cùng nhau tham gia chương trình vì cộng đồng đầy ý nghĩa của câu lạc bộ Manchester City. Họ giao lưu với các cổ động viên địa phương và thậm chí là chơi bóng cùng các em nhỏ để giúp nâng cao tình yêu với môn thể thao vua. Sadio Mane, tiền đạo của câu lạc bộ Liverpool, nổi tiếng là một người con ưu tú của đất nước Senegal. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nên khi đã thành công, Mane đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động từ thiện tại quê nhà và được người dân Senegal rất yêu quý và ca ngợi. Trong bài tập luân chuyển bóng nhanh hay còn gọi là đá bóng ma của Paris Saint-Germain, Ander Herrera đã có pha sâu kim Neymar. Đáp lại, tiền đạo người Brazil cố tình trêu đùa người đồng đội với pha và bóng chút giận rất vui nhộn. Không chỉ là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bậc nhất của bóng đá thế giới, thủ thành nổi tiếng Gianluigi Buffon còn có biệt tài chơi quản tu ti. Anh liên tục giành chiến thắng trước 6 người đồng đội trẻ trong trò chơi thú vị này. Trong môn bóng chuyền thì những pha cứu bóng phải dùng đến chân thì thường không được kỳ vọng quá lớn. Tuy nhiên thì pha cứu bóng bằng chân sau đây không những thành công mà lại còn mang về một điểm số nữa. Cứu bóng bằng chân trong bóng chuyền được nâng cấp thành pha ghi điểm ấn tượng. Ấn tượng bởi bóng bay thẳng vào giữa đội hình đối phương nhưng chẳng ai đỡ. Tất cả đều tưởng rằng một cú phá bóng rất mạnh như vậy sẽ khiến bóng bay ra ngoài sân. Thật tiếc, điểm chạm bóng lại nằm ngay trên vạch. Câu lạc bộ Miami Heat trong ngày hôm nay đã có trận đấu đầu tiên ở mùa giải NBA. Trước khi vào trận, các cầu thủ đã xuất hiện trong một đoạn clip giới thiệu rất sôi động. Sau đó thì Miami Heat cũng đã có được chiến thắng ấn tượng trước đối thủ là nhà đương kim vô địch Milwaukee Bucks. Đường phố Barcelona tạo cảm hứng cho các vận động viên xe đạp BMX trình diễn kỹ thuật không chỉ ở trong các công viên, mà thậm chí là trên đường phố. Khắp mọi nơi tại Barcelona, người ta cũng có thể bắt gặp những màn biểu diễn ấn tượng của các vận động viên với chiếc BMX của mình. Trong phần cuối của bản tin sẽ còn là những hình ảnh ấn tượng khác của thể thao thế giới và một trong số đó là pha trái tay đầy đẳng cấp của tay vợt người Hàn Quốc Ko Sung Hyun. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Pha cầu ấn tượng nhất tại giải cầu lông Đan Mạch mở rộng là tình huống đánh trái tay này của tay vợt Ko Sung Hyun. Cú đánh vừa mạnh vừa hiểm của anh đã khiến cho đối thủ phải ngã ra để cố gắng đỡ nhưng lại không thành công. Trong khi đó, tay vợt còn lại thì chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Anh chàng này thực hiện các bài tập rất thư giãn nhẹ nhàng như ở trên không. Tuy nhiên, để làm được như vậy, cơ bụng của anh phải rất khỏe để có thể giữ được cơ thể ở trạng thái như vậy trong thời gian lâu. Chỉ nhìn anh tập thôi, có lẽ cơ bụng của chúng ta cũng đã cảm thấy đau rồi.